Và xe Đinh Vượng lại đang thấy anh Lượng, anh đang chỉnh sửa lại cho cái tác phẩm để chuẩn bị đón ngày khai mạc. Rồi, em chào anh nhé. Chào em. Vâng, hôm nay anh lại chỉnh sửa lại cho cây à? Hôm nay là anh mang cây ra triển lãm của thành phố Từ Sơn. Vâng. Nhưng mà tác phẩm này là trưng bày ở trên Trịnh Xá. Thế là 10 hôm. Thế nên lá non nên tốt quá, hôm nay phải chỉnh sửa để cho tác phẩm nó đẹp hơn đón khai mạc của triển lãm thành phố Từ Sơn này ạ. Vâng, thế là cái cây này là anh cũng đem đi triển lãm ở anh mang đi Trịnh Xá. Trịnh Xá xong lại mang luôn về đây. Đúng cái đợt này lá nó lại thay lá nên là chỉnh sửa một tí để tác phẩm cho nó mượt mà, cho nó long trọng. Vâng, đi triển lãm để thế này thì anh em lại phê bình chứ. Hơi te tua nhưng mà thôi thì cũng là vừa đi triển lãm ở nơi kia đúng không? Đó, thì anh em có những cây quý cây đẹp thì các cuộc triển lãm cũng đều đón nhận và mời các anh. Thì các anh cứ hết ký cuộc trưng bày nọ lại đem sang cuộc trưng bày kia. Đó, thực sự các anh rất nhiệt tình đấy. Tác phẩm này tên là Mẫu Tử anh. Vâng, còn tử được đóng dưới gầm bụng thì gọi là mẫu tử nhỉ. Còn đóng bên ngoài thì còn là phụ tử đúng không? Còn đóng trong bụng. À, anh cứ cắt đi cái là thấy nó sẽ đẹp và là bóng nó sẽ gọn gàng ngay. Đó, rất nhanh các bạn ạ. Chỉ có một là lát sau thôi thì anh Lượng sẽ chỉnh sửa cho tác phẩm sẽ đẹp hơn rất nhiều các bạn ạ. Hôm nay anh mang 3 tác phẩm đến đây này à? Ừ, anh mang 3 tác phẩm. Vâng. Thì đợt này ban tổ chức là mời rất nhiều những tác phẩm về. Vâng. Tham gia thì số lượng nó cũng có hạn, còn để nhiều anh em khác tham gia nữa. Cũng phải nhường nhau đúng không? Mỗi người cũng có hạn. Vâng. Đợt này thành phố Từ Sơn tổ chức lần đầu tiên đón thành phố loại 1 cho nên là tổ chức rất là long trọng. Vâng. Ban tổ chức là nhiều cây xuống đây không? Em mang 3 cây đây anh ơi. Vâng. Vâng, chào anh nhé. Vâng. Rồi, lại ngắm tác phẩm cây thứ hai của anh Lượng đây. Cái này là có tên là gì anh? Mình thì tác phẩm tên của tác phẩm là Cá Chép Vượt Môn. À, Cá Chép Vượt Ngũ Môn à? À, đây các bạn này, nhìn. Mình đi tìm mãi thấy cây của mình cái kít cái spot đang kìa. Không là chắc là anh mang đến trước đúng không? Mang đến sáng rồi biết đéo bọn ra mang đến trước thì sẽ từ trong kê từ trong người ra và mang đến trước thì sẽ là trong nó và cái này thì bóng tán rất ok rồi và được cái đường thân pháp chạy rất là uyển chuyển. Tác phẩm đấy thì anh làm mịn nhiều lắm. Mịn nhiều lắm rồi à? Cũng phải đến lâu lâu rồi mới mang đi triển lãm đấy. À thế á, cái này là thế vừa rồi có mang đi Phung Xá không anh? Không, cái này là anh có tác phẩm này mang đi Trịnh Xá thôi. À. Còn những tác phẩm mà anh mang ở nhà đi là anh chỉnh sửa nó đẹp luôn rồi, không và phải ra đây chỉnh sửa nữa. Cái này thì giản tận chi dăm nhỉ? Đúng rồi, nó hoàn thiện lâu rồi. Cái đây ở Trịnh Xá mang lên này. Trịnh Xá mang lên là em mang có một cái chiếc này thôi. Yeah. Nhanh nhưng mà anh chỉnh cái này thì vì nó cây hoàn thiện rồi thì nhìn nó đang te tua thế này thôi nhưng mà chỉ độ 10 phút sau thôi thì bóng tàn sẽ gọn gàng khác hẳn các bạn. Cứ để cho anh lượt qua đi xong lát nữa review với lại sẽ khác ngay các bạn nhé. Ngắm cây si của anh Lượng. Rất quý các bạn ạ. Bộ già nhăn nheo. Độ vặn độ lượn của thân này các bạn. Con này là như cái con linh vật ấy anh nhỉ? Con nghê à? Đấy gọi là nghê bảo đỉnh. À nghê bảo đỉnh nhỉ? Nghê bảo đỉnh. À đấy nhìn nó lại có cái nét. Đây là cái chân này các bạn này. Cái chân đây. Cái thân người là uốn lượn này. Còn đây là cái đuôi này. Thằng nào bonsai Đinh Vượng nhìn cái thấy nó lại có như cái con linh thú.
thì anh nói đó là con nghê, nghê bảo đỉnh. À, trong này thì ghi là tác phẩm Trực Nguyễn Văn Lượng. Em nó mang đi em nó vào đúng cái thân pháp để như cái vị trí này, cái view nó rất là rõ như con nghê này. Bởi vì bonsai đi vựng nhìn cái thấy rõ ngay, nét ngay. Thì thấy nó giống một cái con linh vật nào đó. Đúng giống con nghê. Uốn lượn rất cong. Đây, cây xanh này gọi là cá chép vượt ngụ môn này anh. Như nhìn cái ở phía dưới này đúng là những cái dòng nước nó đang chảy xé ra đây. Đấy. Thế anh có hình dung con cá chép nó ở chỗ nào? Thực ra mình cảm giác đây nó là một cái dòng chảy như là ở trên ngụ môn chảy xuống. Vâng đúng rồi. Thì khi con cá chép nó ngược dòng này nó lên. À. Nó lên trên này thì nó cá chép một cái tích cá chép vượt ngụ môn là cá chép hóa dòng. Vâng. Vượt ngụ môn hóa dòng thì ở trên này nó như một con rồng nhao xuống này, dòng chảy này. À. Đấy nó như một con rồng xuống này. Đấy. Thì thực ra làm nghệ thuật thì đều là đưa ý tưởng vào để đặt tên cho tác phẩm. Vâng, cái thì khi tưởng. Mình cảm nhận được cái ý tưởng là nó như là một cái dòng chảy rồi như một con rồng nha xuống thì vâng. Hình tượng mình là lấy một cái tích là cá chép vượt ngũ môn, vượt qua ngũ môn là nó hóa thành rồng. Vâng. Cho nên là mình đặt tên. Đấy, em nhìn thấy cái chỗ này là cảm giác như là đang cái dòng nước nó đang xé chạy. Đấy, đúng không? Đúng rồi. Đó, thì nhưng mà để hình dung ra con cá chép thì nó khó thế, nhưng mà về là anh hình tượng luôn nó đã hóa ra thành rồng rồi. Thì nó là hóa thành rồng vâng. Xuống rồi. Vâng, thì nó vượt lên qua ngũ môn là nó hóa thành rồng rồi. Vâng. Thì làm nghệ thuật nó là trừu tượng. Vâng. Nếu như nó rõ nét quá thì nó không phải là nghệ thuật trừu tượng nữa. Vâng. Đấy cũng như cái ăn ổn hiện hiện đúng không? Đấy nó cũng là nghe vào đỉnh, tại sao mình nhìn mình cảm giác là tự nhiên nó như là một cái gì đấy thì mình vâng. Mình cảm giác được cái việc cái nghệ thuật đấy thì mình đặt tên cho vâng. Tác phẩm nó là như thế. À đúng rồi, nhìn con này thì nó ra như con nghê ngay, em đấy. Nhìn cái nó giống rất là giống con đây, nghê đấy. Thì mình cũng cảm giác luôn đây vâng. Mình nhìn như một cái dòng nước chảy xuống. Vâng. Cảm giác như là một con cá chép nó vượt lên trên này nó hóa thành con rồng ở trên này. À, vâng. Xuống thì cá chép qua vượt qua ngũ môn là hóa thành rồng rồi. Vâng đúng rồi. À thế là đấy. Vượt qua rồi đúng không? Hóa rồng rồi. Đấy, hôm nay có anh đấy, Lượng ở đây. Ở dưới đang vượt lên, còn vượt vâng. Lên đến tầm này là hóa thành rồng nhau xuống rồi. Vâng. Đấy. Đấy, thì gặp anh Lượng chia sẻ tác phẩm của mình ở đây thì nó mới rõ được các bạn ạ. Còn không thì chúng ta cứ đón non già. Thế nhưng đấy, hôm nay có chủ nhân ở đây đúng là cái hình tượng nó rất là trừu tượng. Nghệ thuật nó là nghệ thuật trừu tượng. Còn nếu thoạt nhìn thì các bạn cũng cảm giác nó có một cái gì đó nó rất bay ở đây, nó đang chảy xé. Đó là cái dòng nước chảy các bạn. Đó, thì gặp anh Lượng ở đây hôm nay được anh chia sẻ. Đấy, và đây nó đúng vị trí như con rồng này đang uốn lượn này các bạn, bay lên. Thì anh mang 3 tác phẩm đến là Nghê Bảo Đỉnh và Cá Chép Vượt Ngụ Môn. Và con này là con cái mẫu tử nha. Anh cắt nó cũng cầu kỳ nhỉ, chứ không phải là luôn là cái kéo lia lia đúng không? Không. Mà bấm từng cái nhánh một nhỉ, để giữ lại cái lá nó không bị rách đâu. Ơi, chào Linh nhá. À, em chào anh. Em tác phẩm lên trưng bày ở triển lãm thành phố Từ Sơn à Linh? Vâng. Em mang nhiều không? Em mang một tác phẩm thôi. À, nha. Có vui với anh em. Hello anh em nhá. À, thế là cũng mang tác phẩm đến để giao lưu ở đây đấy. Anh em vui quá nha. Định mang cả cái cây xanh quê của mình đi nhưng mà bảo là hết chỗ cây to rồi thì còn cây bé thôi. Yeah. Đấy, anh đang cắt tỉa từng cái mầm một các bạn ạ. Nếu mang con xanh quê thì để quảng bá để xanh quê bán được cũng kiếm tiền. À thì xanh nào nó cứ đẹp mà chơi được mà. Một con xanh cổ rất là mịn màng các bạn ạ. Hàng nguyên bản. Những cây như thế này rồi đang trở lên đang hiếm hoi thì các bạn. Cũng tỉ mỉ đấy anh nhỉ, bấm từng cái ngọn một đúng không? Anh sửa cây thì đặc thù là không bao giờ anh cắt ngang lá. Yeah. Bao giờ cũng tỉa từng lách một, chứ nếu mà cắt ngang lá thì mình lại không thích cái lối sửa cắt ngang lá. À. Tại sao vậy anh?
vì làm cây nó phải có cái tự nhiên, khi mình cắt xong ấy thì như là cắt lâu rồi. À đúng rồi, thì nó còn nguyên cái lá, nó không bị rách đúng không? Người ta không bị lộ là mình vừa cắt. Vì những động tác cắt ngang lá. Vâng, chứ còn nếu mà xoẹt xoẹt như thế này thì rất nhanh, thế nhưng đấy, mà nó lại đúng có rồi. Những cái lá nó bị cắt năm đôi làm ba nhỉ? Thì mình nhìn nó không tự nhiên nữa. Vâng. Mà cây phải trong cái nghệ thuật nó phải có tôn được cái tự nhiên của nghệ thuật lên thì nó sẽ đẹp. Vâng. Đấy, như bấm như vậy thì nó sẽ rất là cầu kỳ hơn. Có nghĩa là mình bấm đây xong thì để du khách ngắm là không biết là mình vừa bấm. Vâng. Cứ như là mình bấm lâu rồi. Mà không bị mất cái lá nào, không bị mất, không bị lá nào và cắt đôi lá. Vâng. Nhiều nghệ nhân thì cũng cắt ngang lá rồi các thứ chỉnh theo, nhưng mà mình thì cái lối cắt của mình không muốn cắt ngang lá. Làm vậy thì nó nhanh hơn. Đúng rồi. Kia là họ cứ xẹt 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 này cái là xong. Đúng rồi, làm này thì nó cầu kỳ, đấy, mất thời gian. Mình làm thế này thì nó nhưng ngược lại nó lại đẹp đúng không? Người ta nhìn nó không bị tức mắt, nó khi bị cắt ngang lá là nhìn nó không nghe có vẻ như nó ẩu ẩu nhỉ, làm ẩu đúng không? Làm thì đó, tức là giữ nguyên được cái lá. Giữ nguyên được lá, không lá nào. Mình bấm kiểu này thì nó lại nghĩa là cái ngọn non này nó bấm thì nó lại ra tiếp được cái chi tiết thì nó nhanh dày đây. Đúng rồi. Rồi cảm ơn anh Lượng nhé, anh lại giao lưu cùng với khán giả của Bonsai Đinh Vượng và chia sẻ về những cái tác phẩm của mình. Xin cảm ơn anh. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng. Rồi Bonsai Đinh Vượng xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.